Hôm nay là ngày 17 tháng 8 năm Mậu Tuất, tức là ngày 26 tháng 9 năm 2018. Cô và Hội Hóa Đức cùng bà con Phật tử đến đây giao lần thứ tư cho cô Bảy một triệu nữa. Tức là đợt trước, ba lần trước thì giao con 3 triệu, giờ giao cho Bảy thêm 1 triệu nữa thì con chùa và hội giữ lại 2 triệu để cho Bảy mua thuốc, mua đồ ăn. Ngày thì cô cũng đại diện cho Bảy cảm ơn quý ân nhân đã hỗ trợ cho Bảy trong thời gian qua. Thì cô cũng kính chúc quý vị luôn luôn sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống. Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ thì Bảy cũng nằm dậy á, chờ ngồi dậy thì cũng được, nên là cứ nằm đây uống ăn đây luôn, đi tiêu đi tiểu ở đây, nên là quý bà con cũng là hỗ trợ chăm sóc vậy thôi. Cảm ơn hội cô sư cô với hội cô tôi họ Đức giúp đỡ cho tôi hôm nay cũng nhiều, bây giờ đây tôi cũng không ta đi ta đứng được nè, chỗ giờ cũng nhờ quý ân nhân tôi giúp đỡ mà tôi về dài cho có tôi ơn có tạo thì tôi cũng cảm ơn. Tôi đạo hiểu ở chùa Đồng Phú, tôi đạo hiểu của chùa Đồng Phú, giờ tôi cũng cảm ơn đội Hòa Đức với nhà chùa sư cô ấy giúp đỡ cho bà Bảy Dậu. À, coi như giờ đây bà cách năm dài chứ bà cũng không đi không đúng gì được, vậy tôi cũng có gì hơn, coi như tôi cũng cảm ơn đội Hòa Đức với sư cô các nhà chùa. Tôi là đạo hữu chùa Đồng Phú, nay cũng hội Hòa Đức với sư cô là bên tiền về cho chị Bảy Dậu. Tôi cũng xin cảm ơn Hội Đức với cô với nhà tài trợ giúp đỡ cho chị.